Dạ em chào chị mến yêu cô chú mến thương của em. Dạ hôm nay là thứ sáu, thứ sáu buổi chiều thứ sáu ở dự án Tây Tây Cô City, thành phố sinh thái năm sao. Hiện tại là em đang ở ngoài bờ hồ Cánh Sơn nè anh chị. Còn bữa nay thì ở trên bầu trời ở dự án Tây Tây Cô City, chim én về rất là nhiều luôn anh chị, và bay xà xuống hồ Cánh Sơn nữa. Nhưng mà trời nắng nắng lên nè, bay đang là bay ở trên cao. Chim én nữa, chim én về chơi Tết ở dự án Sai Ta. Nay em đi vòng vòng quay đó, chim én bay rồi đi quay cho anh chị với cô chú mình ở nhà mình coi chơi. Ở bên kia là chiếc xe cùng cút mini anh chị đang đi đào, đang đi đào vòng vòng ở bên bờ hồ Cánh Sơn để làm cái cảnh quan, làm thêm cảnh quan chơi Tết với chơi Noel. Ra ngoài đây thì thấy chim én bay đầu đã lắm anh chị. Thôi để em đi một vòng, đi vòng vòng không khí buổi chiều. Đó, con chim én nó lượn lắm anh chị. Lên xe đạp. Em lên xe đạp thôi, cứ đẩy ra đây đi. Ở trên đường này thì mình có cái thêm cây, cây tràng hồng, ổ cây chuông vàng, đèn ra bông, đèn ra bông màu vàng vàng rất là đẹp. Đường đại lộ Nam Phương nên chị, bữa nay bà con hàng xóm trang trí Noel cũng nhiều lắm. Đó, ở đây là đang gom đồ, ở nhà chị Thấm đang chuẩn bị trang trí Noel. Chắc vài bữa nữa, vài bữa nó xong anh chị, đồ có đầy đủ rồi. Rồi, để em đi ra ngoài đường đại lộ Nam Phương nè, lại cho anh chị với cô chú mình coi những căn gốc. Đèn trang trí Noel rất là hoành tráng luôn anh chị. Có đèn, có cây thông, có cây thông Noel và tông màu tuyết. Ngày chắc khoảng 3 bữa nữa là lên đèn. Anh chị mình có về tham quan ghé đây chụp hình chơi rất là lung linh. Rồi đem đi qua bên đây nữa anh chị. Và bên đây thì cũng có một thêm một cái mô hình nữa, nằm chơi trục đường B18 Mỹ Lộc. Để em đậu lại đó, em quay cái sọt này đang hai lá đẹp lắm anh chị. Quay cho anh chị cô chú mình coi luôn, vào một cái tông màu lá úa mùa thu đẹp quá. Mấy cái lá non già nữa anh chị, lá non rồi lá vàng, lá xanh, tới mùa này là bắt đầu thay lá, mùa này quét lá dữ lắm anh chị. Rồi đó, địa điểm chụp hình Noel cho anh chị với cô chú nè.
Rồi em đi theo qua đây. Đi giữa hàng cây kèn hồng nhưng mà chưa có ra bông. Ở tuyến đường này mà cây kèn hồng chịu ăn đất rồi ra bông đẹp tả không được luôn nha anh chị. Rồi ném quẹo qua đây đó cho anh chị mình coi luôn. Ở đây cũng thêm một địa điểm châm chín hơn. Đang làm hang đá. Rồi để em đi vòng vòng rồi, để em đi vòng vòng. Giờ em coi tay ta mình có trang trí nơi em nào chưa. Đường này là đường D18 Mỹ Lộc. À, mình ở trong dự án đi xe điện đều đã hơn anh chị. Ở đây nằm trên trục đường D15 với đường D14 Xuân Vinh Xuân Kiên. Thì em thấy ở đây mấy chị đang nhổ cỏ, nhổ cỏ cho những hàng cây móng bò. Cây móng bò cũng hai lá nữa anh chị. Có cái lá vàng, lá xanh, giờ thêm cái lá non, giờ thêm cái bông đỏ 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 đỏ, hình cái móng hình con bò, kêu cây móng bò. Cái cỏ này tốt quá, cao quá trời cao. Hôm nay cũng là cắt tỉa những bụi bạch trinh về nhổ cỏ. Đường này trồng cây móng bò nhiều lắm nha anh chị. Rồi thôi đi ra. Anh đang đi ra ngoài đường. Đường D2 đi. Đại lộ Thiên Trường. Giờ tới đây là mình phải đem theo chén muối tiêu nha anh chị. Muối tiêu ra đây mình thấy mẹ chấm muối tiêu. Thèm chảy nước miếng luôn anh chị. Bụt binh cây me giá rất là nhiều. Rồi hiện tại ở đây thì em đang thấy mấy chú hư, mấy chú nai đang được cắt tỉa lại gọn gàng để chuẩn bị chơi Noel. Có con cần lọc nữa anh chị, có con cần lọc của ông già Noel nữa, nhìn rất là sạch sẽ và đẹp. Cây sọt. Chưa thấy trang trí đèn anh chị. Chưa thấy đường này lên đèn.
sao. Ở đây em đang thấy hoàng thượng đá lại nữa. Em đắp vô đèn đắp lót đá lên, lót đá xong rồi dưới sau mình lót lót gạch để trồng cỏ. Giờ đây nhìn nhà cửa đồ đẹp quá vậy. Xếp hai đi vô nhanh chị. Lề của tuyến đường này lên tới là 7,5 m, lề 5 m bỏ 2,5 m anh chị, nên chị thấy cái lề của mấy cái nền với mấy căn nhà nằm trên trục đường chính đại lộ Thiên Trường này rất là rộng, tha hồ mình kinh doanh luôn. Hai anh người nhân đang ngồi cắt tỉa lại mấy chú nai. Chào chị Noel. Đó. Đó là con tầng lập của ông già Noel anh chị. Đó, có cái sừng luôn. Giờ này không khí nó trời không có nắng mà gió thì hổi diêu mát lắm. Giờ này đi tập thể dục rồi xuống lắm anh chị. Thơ mộng em chạy ngược mà em đang thấy nhà gỗ đang được tưới nước cho bãi cỏ. Em chạy qua có gì mới không vậy? Tưới nước cho cỏ. Xài ra trái nhỏ nhỏ này anh chị. Xài này thì mình làm mà mắm ruốc, mắm ruốc chấm ruốc chua chua đồ ngon anh chị. Xài non cho mắm ruốc. Chú Ba khỏe quá chú Ba. Khỏe quá nè, đi chơi hoài đó. Dạ. Đâu có thấy chú Ba đi vòng vòng tả cảnh không? Tả cảnh gì? Có ngày quay hoài. Rồi, ở đây em thấy mấy chị đang ngồi nhổ cỏ. Hồi qua nay mới cắt tỉa lại gọn luôn anh chị. Cắt tỉa lại những bụi bạch kinh nè. Rồi thêm cây chiều tím. Đường đó là đi vô đường giai đoạn 2 anh chị. Đây mình cũng có cây long não nữa nè anh chị.
với thêm cái dầu củ quả nữa. Vô tới đây là nhìn cây cối rất là nhiều luôn anh chị. Bên kia là bờ sông, cánh đồng lúa đồ, rất là thơ mộng. Ở bên đây mấy chị ngồi nhổ cỏ. Cảnh này nắng rồi lên thì mình đẹp quá anh chị. Rồi, để em đạp một khúc vô đường đại lộ Xuân Trung D5. Đường này thì mình đi ra ngoài thẳng là đường 835D luôn. Đường này thì cũng đẹp chín mùi giống như đường đại lộ Nam Phương. Thì đường này đường cái nền phía tây anh chị, diện tích 6m. Nên chị nào mình thích ở bên đây, thích ở phía tây mà 6m nhà lớn mà tuyến đường này đẹp. Dọn cỏ xong nhìn sạch sẽ đó anh chị, nó vừa cánh đồng cỏ lau luôn à. Ở đây thì em đang thấy quên rác thì chở đi, nó cũng chuẩn bị làm hạ tầng rồi anh chị. Tới đây thì quay vô công viên của đường D10A với đường D10B. Nó chạy vô công viên có tông màu đồ đảo như vậy. Mấy cây dáng xưa thì bây giờ cái lá màu vàng vàng nhạt nhạt. Mùa này rất là nhiều hàng cây hai lá. Ồ, cây sứ nở bông đẹp quá anh chị. Tập thể dục cây hoa đăng, cây mai thái, cây này da bông màu vàng vàng cũng đẹp lắm anh chị. Đằng trước nở bông rất là nhiều luôn á. Đường này mình chủ yếu em thấy trồng rất là nhiều cây sứ trắng, hoa sứ. Rồi thôi em lại nha, ra hồ Cánh Sen view hai chú lợn biển rồi anh chị. À, bữa nay em đạp vòng cũng hết 19 phút mấy rồi. Thôi em chào anh chị mến yêu với cô chú mến thương của em nha. Đây thôi, ngày mai có gì mới không quay cho anh chị với cô chú mình tao chơi nữa. Rồi thôi em xin tắt máy.